Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với Sôi Động của Tuyền Văn Hóa để lắng nghe và theo dõi bản tin trưa ngày 4 tháng 12 năm 2023. Ngày hôm nay nếu như quý vị và bạn có ra đường thì nhớ chuẩn bị cho mình những chiếc áo ấm, thậm chí cả những chiếc khăn và găng tay để đảm bảo có một sức khỏe tốt nhất và lắng nghe cũng như cập nhật những thông tin nóng hổi từ Tuyền Văn Hóa Stadium thưa quý vị và các bạn. Chúng ta hãy cùng mở đầu bản tin ngày hôm nay bằng những thông tin rất đáng chú ý về công tác trọng tài. Trọng tài trận Man City Tottenham bị chỉ trích dữ dội. Trọng tài Simon Hooper đã mắc sai lầm trong trận hòa của Manchester City trước Tottenham và phải đón nhận chỉ trích từ nhiều phía khác nhau. Tình huống phản ứng gay gắt nhất diễn ra ở cuối trận. Erling Haaland đã có một tình huống nỗ lực giữ thăng bằng sau pha phạm lỗi của cầu thủ Tottenham và sau đó chuyền bóng hoàn hảo để đưa Jack Grealish vào thế đối mặt với khung thành. Trọng tài Simon Hooper ban đầu đã ra hiệu cho phép Man City hưởng lợi thế, nhưng Jack Grealish vừa mới đón bóng thì vị trọng tài người Anh lại cắt còi đầy bất ngờ. Điều đó khiến cho cao thủ Man City phản ứng cực kỳ gay gắt. Thưa quý vị, Erling Haaland đã phản ứng cực kỳ dữ dội trong trận đấu này. Anh thậm chí còn chửi thề trên Twitter với sai lầm của trọng tài Simon Hooper. Và cựu cầu thủ Mikhail Richard của Manchester City cũng không hiểu nổi quyết định cắt còi của vị trọng tài này. Trên truyền thông, Mikhail Richard gay gắt cho biết: "Trọng tài đã có một trận đấu tuyệt vời cho đến khoảnh khắc đó, tôi không thể hiểu nổi. Ông ấy đã ra dấu cho trận đấu tiếp tục với phép lợi thế. Jack Grealish rõ ràng không hề việt vị khi đó được chuyền của Erling Haaland. Và rồi ông ấy cho dừng trận đấu và điều đó khiến tôi không thể hiểu được. Chúng ta có thể thấy những bằng chứng. Đáng lẽ ra ông ấy phải cho trận đấu tiếp tục. Hãy nhìn mặt trọng tài thứ tư mà xem. Ông ấy biết trọng tài chính đã mắc sai lầm. Làm sao có thể giải thích được cơ chứ?" Trong khi đó, cựu cầu thủ Manchester Todd Rykin cũng đồng tình với phản ứng của Manchester City. "Trọng tài đã mắc sai lầm. Đó là một quyết định tệ hại. Jack Grealish đang lao về khung thành. Trọng tài đã sai khi cho dừng tình huống này. Tất cả chúng ta đều thấy điều đó. Không quá khó hiểu khi phía City phản ứng cực kỳ mạnh, vì đó có thể là một pha bóng giúp họ giành chiến thắng. Sau cùng, City đã phải chấp nhận trận hòa 3 đều trước Tottenham Hotspur." Pep mỉa mai trọng tài khéo léo tránh án phạt. Dù rất tức giận với những quyết định của trọng tài vào cuối trận đấu, nhưng huấn luyện viên nhiều tóc Pep Guardiola vẫn cố gắng giữ bình tĩnh cho bản thân trong buổi phỏng vấn sau trận hòa giữa Manchester City và Tottenham. Khi được các phóng viên hỏi có nhận được lời giải thích nào về pha bóng gây tranh cãi kia không, Pep mỉa mai rằng: "À không, ngài tổng tư lệnh Anthony Taylor biết mọi thứ nhưng lại không nói lời nào với tôi cả. Hãy hỏi câu hỏi tiếp theo đi. Tôi sẽ không bình luận như Mikel Arteta đâu. Tôi chỉ biết khi bạn xem lại pha bóng đó, trọng tài quyết định thổi còi, dù trước đó ông ta cho pha bóng đó tiếp tục. Sau đường truyền thì lại có tiếng còi, vì thế tôi cũng chưa hiểu." Pep cho thấy ông đã rất tỉnh và đẹp dai để tránh phản ứng quá đà và mạnh mồm như Mikel Arteta. Người đồng sự một thời của Pep giờ đang chờ án treo trên đầu khi bị FA buộc tội. Sau đó Pep cũng sớm lấy lại sự bình tĩnh và cho biết: "Thực ra điều quan trọng nhất ấy, đây là một trận đấu hay. Đáng tiếc, giống như trận gặp Liverpool, toàn đội đã thể hiện sự tuyệt vời. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội, chơi nhiệt huyết và cho thấy cảm giác tất cả là đều muốn thắng. Tiếc nuối là có, nhưng bóng đá cũng như cuộc đời thôi. Đôi khi bạn không có được thứ mình xứng đáng. Chúc mừng Spurs và chúng tôi hướng tới trận đấu tiếp theo." Với những phát biểu kiểu như thế này, Pep đương nhiên không thể bị phạt. Những hành động quay trọng tài của hậu thủ Manchester City có thể khiến họ sẽ phải gặp rắc rối nếu như Liên đoàn Bóng đá Anh nhảy vào cuộc và điều tra. Liverpool mất sao sau chiến thắng nghẹt thở. Liverpool và Fulham đã tạo ra một cuộc rượt đuổi tỷ số khó tin trên sân Anfield. Đội bóng thành phố cảng cuối cùng đã giành chiến thắng với tỷ số 4-3. Tuy nhiên, chiến thắng của Liverpool trước đội bóng thành London lại không được trọn vẹn cho lắm. Theo đó, trung vệ John Matip bị buộc phải rời sân vì chấn thương. Cầu thủ sinh năm 91 đã tự làm mình bị thương ở giữa hiệp 2 khi anh cố gắng phá bóng. Ban đầu thì Matip cố gắng thi đấu nhưng cuối cùng vẫn phải rời sân để nhường chỗ cho Konate. Theo nhận định ban đầu, cầu thủ 32 tuổi gặp vấn đề ở mắt cá. Huấn luyện viên Jurgen Klopp khẳng định cầu thủ người Cameroon cần được kiểm tra trước khi biết được mức độ nghiêm trọng của chấn thương gặp phải. Klopp cũng chia sẻ về Matip như sau: "Hôm nay chúng tôi đã mất Jurgen Matip, chưa có chụp chiếu gì cả, nhưng đó sẽ không phải là một chấn thương nhẹ. Chúng ta sẽ phải vượt qua câu chuyện này. Với vấn đề mà Matip gặp phải, có thể sẽ phải nghỉ thi đấu một vài tuần. Đấy đương nhiên sẽ là tin không thể khiến cho người hâm mộ Liverpool vui được. Bởi giai đoạn cuối năm 2023 và đầu năm mới 2024, đội bóng của Jurgen Klopp sẽ có rất nhiều trận đấu. Liverpool hiện vắng một vài cầu thủ vì những ca chấn thương khác nhau. Đó là Andrew Robertson, Thiago Alcantara, Stefan Bajcetic, Diogo Jota và cả thủ thành Alisson." Juan Felix giải thích lý do ăn mừng trước Atletico. Thưa quý vị, Juan Felix, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã ghi bàn quyết định giúp cho Barcelona giành chiến thắng quan trọng trước Atletico Madrid với tỷ số tối thiểu. Anh tỏ rõ sự phấn khích với bàn thắng và không ngần ngại ăn mừng trước câu lạc bộ chủ quản của mình.
tuyển thủ quốc gia Bồ Đào Nha không quan tâm đến những phản ứng từ phía Atletico và nói rằng anh đơn giản là bộc lộ tất cả ở sân vận động mà đã giúp cho đội bóng của mình chiến thắng. Felix chia sẻ sau khoảnh khắc đó như sau: "Chỉ những người thân thiết với tôi mới biết cách tôi đã phải sống như thế nào. Tôi chỉ để nó qua đi vì tất cả những gì đã xảy ra với tôi và gia đình. Bàn thắng đó là dành cho tôi, cho các đồng đội và Barca, những người đã chào đón tôi." Có lẽ Juan Felix ám chỉ Atletico đã không đối xử tốt với anh và sau cùng hai bên đã nói lời chia tay nhau. Barca là đội đã chào đón Juan Felix và anh không ngần ngại ăn mừng vì đã lập công quan trọng cho đội bóng của mình. Juan Felix nói thêm về cảm giác khi đối mặt với đội bóng cũ và ghi bàn như sau: "Chúng tôi biết đây là một trận đấu rất quan trọng, một trận đấu rất khó khăn vì không bao giờ dễ dàng trước Atletico cả. Đó là một chiến thắng rất lớn cho Barcelona. Vâng, tất nhiên là tôi có thêm động lực được gặp lại những đồng đội cũ, họ đã luôn giúp đỡ tôi. Đó là một trận đấu đặc biệt nhưng tôi hạnh phúc với chiến thắng." Neuer được trao đặc quyền tại Bayern Munich. Sau khoảng gần một năm vắng mặt để điều trị chấn thương, Manuel Neuer đã quay trở lại khung gỗ của Bayern Munich và lập tức khẳng định được giá trị bằng những màn trình diễn ấn tượng. Đội chủ sân Allianz Arena vừa quyết định gian hợp đồng với thủ thành người Đức đến năm 2025. Chính huấn luyện viên trưởng Thomas Tuchel cũng đã khẳng định rằng ông không đặt bất cứ giới hạn nào cho cựu thủ môn của Schalke 04. Anh có thể ở lại Bayern Munich bao lâu tùy thích, miễn sao đảm bảo được thể lực cũng như phong độ. Chia sẻ với báo giới, chiến lược gia người Đức cũng cho biết như sau: "Không có giới hạn nào dành cho Manuel Neuer cả. Miễn là cậu ấy cảm thấy tốt và chơi theo cách này, chúng tôi sẽ không đặt ra bất kỳ giới hạn nào cả. Nó rất ấn tượng, sự kết hợp giữa sự điềm tĩnh, tính chuyên nghiệp của cậu ấy là hoàn hảo. Cậu ấy có thể tiếp tục chơi bao lâu tùy thích." Đây rõ ràng là một đặc quyền rất lớn và có lẽ chỉ được dành riêng cho Manuel Neuer, người vẫn đang thể hiện phong độ tốt và tầm ảnh hưởng lớn tại Bayern Munich. Nhưng tham vọng của Neuer không chỉ gói gọn ở câu lạc bộ, thậm chí anh còn muốn đòi lại suất bắt chính từ tay người đàn em Ter Stegen trên đội tuyển quốc gia. Sự cạnh tranh sắp tới giữa bộ đôi này hứa hẹn sẽ rất khốc liệt trước thềm vòng chung kết Euro 2024. Văn Toàn lại khiến fan phì cười với bài đăng Facebook. Văn Toàn mới đây đã gây chú ý khi đăng tải hình ảnh ăn mừng cực độc sau trận đấu của Nam Định trước Hà Tĩnh ngày hôm qua. Đây là trận đấu mà Văn Toàn đóng góp một pha lập công cho chiến thắng chung cuộc 4-2 của Thép Xanh Nam Định. Tiền đạo này đã không đăng tấm hình ăn mừng gốc cùng các đội sau bàn thắng đầu tiên cho câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định tại V-League. Lý do là bởi mái tóc của Văn Toàn bị thưa, khiến cầu thủ này không tự tin đăng hình ảnh gốc trên trang cá nhân. Anh đành chống chế bằng cách tự tô thêm tóc cho bức ảnh ăn mừng chụp cùng Henrio và Nguyễn Phong Hồng Duy. Hình ảnh này đã khiến cho nhiều fan của tiền đạo quê Hải Dương phải bấm ha ha. Văn Toàn đã trở lại mạnh mẽ trong thời gian vừa qua sau khi trở về từ câu lạc bộ của Hàn Quốc. Vài ngày sau khi giúp Thép Xanh Nam Định giành chiến thắng 4-0 trước Bình Phước ở cúp quốc gia, chân sút gốc Hải Dương tiếp tục thể hiện cái duyên đi bàn khi đóng góp một pha lập công chiến thắng 4-2 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Như đã nói trong vài năm trở lại đây, mái tóc của Văn Toàn sinh năm 1996 khiến người ta liên tưởng về bài hát "Về đâu mái tóc người thường", và anh thường xuyên là chủ đề để những người đồng đội của mình trêu chọc. Trung vệ Quế Hoài thậm chí từng so sánh Văn Toàn với Aubameyang, cầu thủ cũng có mái tóc ngày một thừa, từng chơi cho Arsenal trước đây tại Premier League. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay của Tuyển Văn Hóa Stadium. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với sự động của chúng tôi. Đừng quên để lại một nút subscribe, nhớ bấm chuông để hàng ngày nhận về những thông tin mới nhất, những cập nhật liên tục về bóng đá trong nước và quốc tế mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn tại sân động này. Xin chào, hẹn gặp lại và nhớ giữ gìn sức khỏe.